Hello everyone. Nice to meet you again. Today we go on Unit 8 Celeration Lesson 2 Speak. Are you ready? Let's start our lesson today. Now, before studying study lessons I want you to remember three celebrations in the class lesson. Trước khi chúng ta vào bài hôm nay, thì các em còn nhớ gì về ba lễ hội mà chúng ta học ở tiết vừa rồi hay không? Lễ hội thứ nhất đó là Tết Nguyên Đán. Lễ hội thứ hai là lễ Quá Hải và lễ hội thứ ba là lễ Phục Sinh. Now, before studying today's study questions, I want you to see some pictures about celebrations in Vietnam. Chúng ta sẽ nhìn qua một số lễ hội ở đất nước Việt Nam chúng ta, các em nhé. Now look at the picture. Picture one. Now tell me which celebrations. Các em có biết đây là lễ hội gì hay không? À, đây là lễ hội chọi trâu The next picture. Look at this. Lễ hội đua ghe ngò. And this picture. À, lễ hội chùa hương. And the last picture. Và đây là lễ hội đền hùng. Đây là bốn trong số những lễ hội của đất nước Việt Nam chúng ta. Now, let's continue. First of all, I want to check your the lesson. You will have six sentences. You must read carefully, then decide the best answer A, B, C, or D. A few seconds for you to do the task. Now, let me see your answer. Number one, Mr. Thumb. Who teaches English at our school? Is a good teacher. Câu thứ nhất chúng ta chọn đáp án A. Who? Vì đây là đại từ quan hệ chỉ về người thay cho danh từ chỉ về người đứng trước là Mr. Tâm. Ông Tâm người mà dạy tiếng Anh ở trường của chúng tôi là một giáo viên giỏi, một giáo viên tốt. Number 2, Which answer? B. Which I live in Hue, which is one of the most exciting cities of Vietnam. Câu thứ hai ta chọn đáp án là B, which, vì đây là đại từ quan hệ, thay cho danh từ đứng trước chỉ về vật là Huế. Number 3. Passover is celebrated in Israel and by all Jewish people. Lễ quá hải thì được tổ chức ở Israel và do những người Do Thái tổ chức. Number 4. Who is looking after? Who is looking after your pets when you are away? Ai sẽ chăm sóc cho những con thú cưng của bạn khi mà bạn đi vắng? Number 5. Chocolate and sugar eggs are what children receive at eater. Vì đây là một lễ hội một dịp lễ nên ta sẽ chọn giới từ là at. Những quả trứng đường hoặc những quả trứng sô cô la là những cái mà bọn trẻ được nhận vào dịp lễ phục sinh. Number six. Family members who live apart try to be together. Câu này ta sẽ chọn đại từ quan hệ who vì thay cho danh từ chỉ về người đứng trước là family members. Now, correct your answer if necessary. Các em sửa bài vô nếu như có câu nào đó của các em chưa chính xác nhé. Now, continue. Look at some pictures. Picture 1, picture 2, picture 3 and picture 4. Look at four pictures carefully and tell me, what do you think about these pictures? Các em nhìn vào hình ảnh của bốn bức tranh, các em có cái suy nghĩ gì hay không? À, nhìn vào bốn bức tranh, ba có thể nhìn thấy một nhân vật trong bức tranh đã làm được một điều gì đó tốt hoặc làm một cái điều gì đó rất là hay và người còn lại thì chúc mừng hoặc khen về cái thành quả mà người thứ nhất đã làm được vậy để đưa ra một lời khen cũng như đáp lại một lời khen thì ta sẽ nói như thế nào bằng tiếng anh đây now how to give and respond to compliments hôm nay chúng ta sẽ học cách để đưa ra và đáp lại cho những cái lời khen To give a compliment, we use some cues. 1. Well done. 2. That's a great excellent. 3. Let me congratulate. Để đưa ra một lời khen, ta có thể sử dụng một trong ba cấu trúc như sau. Thứ nhất, well done. Thứ hai, that's a great excellent. Và các em thấy sau từ excellent, ta còn dấu ba chấm, có nghĩa là tùy vào từng tình huống ta sẽ bổ sung những cái danh từ, những cái sự vật nào đó cho phù hợp để ta đưa ra một lời khen ngợi. Tương tự như vậy, câu thứ ba, let me congratulate cũng vậy. Sau từ congratulate, ta thấy còn những cái dấu chấm, những cái dấu bỏ lửng để cho ta có thể tùy vào tình huống bổ sung từ cho phù hợp. Now, click again. Well done. That's a great, excellent. Let me congratulate. Và để đáp lại cho những cái lời khen đó, thì ta có những cách sử dụng như thế nào? Nó no. respond to a compliment. We can use thanks or thank you. It's not of you to say so. That kind of you. Now, a few seconds for you to click carefully and try your best to learn by heart các em có vài giây để mà các em đọc lại cũng như là cố gắng thuộc lòng những cái cụm từ rất là đơn giản này các em nhé. Look at this picture again. Các em nhìn lại hình ảnh này. Now, what do you see in the picture? We see two girls. Ta nhìn thấy có hai cô bạn gái ở trong bức tranh. Now look at the situation. Trang has just won the first prize in the English speaking contest. The girl on the left is Trang and the girl on the right is Mai. Vậy bạn Trang vừa giành được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh. Vậy bạn Mai sẽ chúc mừng bạn Trang như thế nào đây? Look at this. Well done, Trang. Thanks. Và khi được bạn Mai chúc mừng thì bạn Trang sẽ cảm ơn bạn Mai. Very easy. Rất là đơn giản. Continue. Look at the picture. In the picture, I see a girl and her mom. Now, which situation? On her mother's birthday, Huyền make a beautiful cake to celebrate. Vào ngày sinh nhật của mẹ, Huyền đã làm một cái bánh rất là đẹp, rất là ngon để mà chúc mừng mẹ. Vậy, khi nhìn thấy cái thành quả của bạn Huyền làm một cái bánh sinh nhật đẹp như vậy, thì mẹ sẽ nói gì đây? Now, look at this. That's a great birthday cake. Thanks, mom. Vậy mẹ khen cái bánh sinh nhật do bạn Huyền làm. Ta có thể sử dụng tính từ great hoặc các em có thể thay bằng những tính từ Wonderful, Good Thậm chí các em có thể sử dụng lại tính từ đã được cho trên tình huống Beautiful, that's a beautiful cake That's right, cũng được trong tình huống này các em nhé Look at the next picture. In the picture, I see a boy and his friends. What are they doing? Vậy thì trong bức tranh ta nhìn thấy một cậu bé và bạn bè của cậu ấy. Vậy họ đang làm gì đây? Look at the situation. Tuấn is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuấn has been nominated as the most effective activist in the town charity program. Now, I think There are some vocabularies in this passage. Look at this. Number one. Active and activist. Active is an adjective. And activist is a noun. Active có nghĩa là năng động. Và activist, người tham gia hoạt động. Vậy bạn Tuấn là một học sinh năng động. Và bạn ấy tham gia vào nhiều hoạt động gì? ở thị trấn ở khu phố của bạn ấy đây. Nào, number two. Charity activity. Bạn Tuấn đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau ở khu phố ở địa phương của bạn ấy. Và vì bạn Tuấn năng động, tích cực, tham gia vào những hoạt động từ thiện như vậy, thì bạn đã được gì? Tuấn has been nominated. Now, number three. Nominate and nomination bạn Tuấn đã được bình chọn bầu chọn. Và bạn Tuấn được bình chọn bầu toàn, bầu chọn là gì? As the most effective activist. Bạn Tuấn được bình chọn như là một nhà hoạt động, một người hoạt động hiệu quả nhất trong chương trình từ thiện ở khu phố ở địa phương của mình. Với thành quả của bạn Tuấn như vậy thì hôm nay bạn Tuấn được nhận giấy khen thì các bạn sẽ chúc mừng bạn Tuấn như thế nào? Now, look at this. Congratulations. À, chúc mừng bạn thì bạn Tuấn sẽ trả lời như thế nào? That's very kind of you. That's right. Now, look at the class picture. This is Hoa. And Hoa brings to class a new picture she has painted. Bạn Hoa mang đến lớp một bức tranh mà bạn ấy vừa mới vẽ xong. Vậy khi bạn đem bức tranh đến bạn khoe với mình thì mình sẽ nói gì với bạn đây? You can say That's a beautiful picture. Bức tranh đẹp làm sao? Hoặc ta có thể nói That's a wonderful picture. Và khi được khen bức tranh mình vẽ như vậy, thì bạn Hoa sẽ đáp lại như thế nào? It's nice of you to say so. Or, uh, thanks, thank you, that's very kind of you, that's all. Câu nào ta cũng có thể sử dụng được cho tình huống này để đáp lại lời khen các em nhé. Now, to test your understanding today lesson, I want you to do multiple choice. You also have six sentences. Read carefully. Then choose the best answer. Now, let's check your answer. Number 1 What a wonderful picture! Đây là một lời khen. Vậy trong bốn đáp án, dễ dàng ta chọn ngay được đáp án đáp lại lời khen. It's nice of you to say so. Number 2 She has been... Now she nominated as the president of our company. Cô ấy được bình chọn là chủ tịch của công ty của chúng ta. Number 3 He is the most effective activist in the city. Anh ấy là người hoạt động hiệu quả nhất trong thành phố. Number four. Các em thấy câu thứ tư cũng là hình thức của một lời khen. Vậy thì dễ dàng trong bốn đáp án, ta chọn ngay câu đáp lại lời khen. Đó chính là A. That's very nice of you to say so. Number five. Did you congratulate her? Congratulate có nghĩa là chúc mừng. Chúc mừng ai về vấn đề gì thì các em chú ý ta sẽ đi từ on. Và sau giới từ on, động từ boss ta sẽ sử dụng hình thức verb in. Did you congratulate Tessa on passing her exam? Number 6. This is a festival which gives us strength to have family reunions. Các em học thêm từ vựng mới. Reunions có nghĩa là đoàn tụ, sự đoàn tụ. Tết là một lễ hội mà cho chúng ta cơ hội để đoàn tụ gia đình. Reunions. Now, correct your answer. Các em sửa bài cẩn thận nhé. Uh, lessons can stop here. You always remember To practice speaking, trước learn vocabulary and prepare unit 8 reading. Các em luôn phải nhớ khi mình học xong mỗi bài thì mình đều phải có cái sự luyện tập lại nội dung mình vừa học. Cụ thể hôm nay, các em sẽ luyện tập lại nội dung của phần speaking, trong đó bao gồm cách đưa ra lời khen cũng như đáp lại lời khen. Thứ hai, các em sẽ học lại một số từ vựng. Và các em cũng đừng quên chuẩn bị phần tiếp theo trong bài số 8 đọc phần greeting Now, don't forget my email. Cuối cùng, nếu các em có vấn đề gì khó khăn trong việc hiểu nội dung bài, thì các em có thể liên hệ với cô theo địa chỉ email quen thuộc này nhé. Now, thank you for your listening. Goodbye. I hope to see you soon.